em, chị đến từ team học văn chị Hiên. Hôm nay chị muốn gửi đến các em phần kiến thức rất hay và bổ ích về bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá của tác giả Huy Cận. Huy Cận sinh năm 1919, mất năm 2005. Tên khai sinh là Cù Huy Cận, quê ở Hà Tĩnh. Ông là một trong những cây bút nổi tiếng của phong trào thơ mới viết tập thơ Lửa Thiêng. Thơ Huy Cận sau cách mạng tràn đầy niềm vui, niềm tin yêu cuộc sống mới. Thiên nhiên vũ trụ luôn là nguồn cảm hứng dồi dào và mang những nét đẹp riêng trong thơ Huy Cận. Ông giữ nhiều trọng trách trong chính quyền cách mạng, đồng thời là một nhà văn tiêu biểu của nền thơ hiện đại Việt Nam. Năm 1958, trong chuyến đi thực tế ở vùng biển Hồng Gai, Quảng Ninh, nhà thơ Huy Cận đã xúc động trước vẻ đẹp của cuộc sống và những người lao động nơi đây để rồi viết nên thi phẩm Đoàn Thuyền Đánh Cá. Cảm hứng lãng mạn tràn đầy niềm vui, niềm hào hứng về cuộc sống mới trong thời kỳ miền Bắc bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và cảm hứng về thiên nhiên, vũ trụ đã cùng hòa điệu trong bài thơ, tạo nên những hình ảnh huy hoàng, tráng lệ, lung linh. Biển cho ta cá như lòng mẹ, còn người dân chài thì rắn rỏi, khỏe khoắn, hăng say trên hành trình ra khơi đánh cá. Như âm vang nơi đây, giai điệu của bài ca lao động vui tươi, hào hứng. Bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá chính là khúc tráng ca, ca ngợi cuộc sống mới và con người mới. Bài thơ mở ra là khung cảnh vũ trụ bao la đang dần đi vào giấc ngủ. Và giữa không gian huy hoàng trắng lệ ấy, đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, đem theo tất cả sự hăng hái và tưng bừng của một đêm lao động. Mặt trời xuống biển như hòn lửa, sóng đã cài then, đêm sập cửa. Nghệ thuật so sánh và nhân hóa được sử dụng thật độc đáo. Mặt trời được ví như hòn lửa đang lặn dần vào lòng biển. Vũ trụ như một ngôi nhà lớn, màn đêm xuống mau khép lại ánh sáng như đóng sập cánh cửa khổng lồ mà những ngọn sóng là chiếc then cài. Với các âm cửa, lửa rồi lại sập, cảnh hoàng hôn trên biển diễn ra thật nhanh, thật mạnh, đầy sự dứt khoát và đột ngột, bất ngờ. Và trong trí tưởng tượng phong phú của Huy Cận, cảnh biển được phác họa ra sao mà hoành tráng đến thế, dạo rực khúc ca mặt trời đến thế, trông như một bức tranh lung linh sắc màu và đầy ấn tượng. Với hình ảnh sinh động và sự kết hợp của các biện pháp nghệ thuật độc đáo, hoàng hôn trên biển của Huy Cận rất mới, rất đáng yêu, huy hoàng mà ngộ nghĩnh, kỳ diệu như lâu đài của thần biển trong truyện cổ tích thần tiên. Đồng thời cũng rất khác cái hoàng hôn nhuộm đầy, ướt đẫm giọt nước mắt đau thương, ai oán của kẻ xa quê. Buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Ngày đã khép lại, vũ trụ như đang bước vào trạng thái thư giãn, nghỉ ngơi, thì chính lúc ấy, một ngày lao động mới của nhân dân đánh cá lại bắt đầu. Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, câu hát căng buồm cùng gió khơi. Khi vị chủ nhân thứ nhất của thiên nhiên là mặt trời đi ngủ, thì vị chủ nhân thứ hai, những người dân chài của cuộc sống mới lại mở cửa đêm để tiến ra biển khơi đánh bắt. Công việc của những người dân chài diễn ra như một nhịp sống đều đặn, trở thành quen thuộc, nền nếp. Nếu nhịp sống của thiên nhiên như ngừng lại thì sự có mặt của đoàn thuyền như sự nối tiếp sự nhịp sống đó. Đoàn thuyền đánh cá băng băng lướt đi, phấn khởi, sung sướng trong khí thế lao động sục sôi, ôm ấp một niềm hy vọng cháy bỏng, một niềm tin vững chắc. Đó cũng là khí thế của những con người mới đứng lên xây dựng đất nước. Khi ta đi khai phá rừng hoang, hỏi núi non cao, đâu sắt, đâu vàng, hỏi biển khơi xa, đâu luồng cá chạy, sông Đà, sông Lô, sông Hồng, sông Chảy, hỏi đâu thác chảy, cho điện xoay chiều. Trong câu hát của những ngư dân có tên gọi các loài cá, cá bạc, cá thu, phép tu từ so sánh, cá thu như đoàn thoi, vừa gợi về hình ảnh sống động, vừa là lời ca ngợi nguồn tài nguyên phong phú ở biển vùng tỉnh Quảng Ninh. Hát rằng cá bạc biển đông lạnh, cá thu biển đông như đoàn thoi, đêm nay dệt biển muôn luồng sáng, đến dệt lưới ta đoàn cá ơi. Với trí tưởng tượng độc đáo, kết hợp với ngòi bút vừa hiện thực vừa lãng mạn, để rồi đôi mắt của nhà thơ như đang được ngắm nhìn đoàn cá thu như những chiếc thoi, đưa dệt nên những tấm vải lớn lấp lánh muôn màu sắc. Đến dệt lưới ta đoàn cá ơi,
Câu thơ như lời mời gọi đoàn cá vào lưới. Câu hát của những ngư dân không chỉ thổi căng cánh buồm mà còn thể hiện sức mạnh, thể hiện tinh thần lạc quan, yêu đời. Câu hát ấy không chỉ ngợi ca về vùng biển giàu có nước ta mà nó còn hữu ích trong công việc đánh bắt cá. Nó đã trở thành bài ca trong lao động. Nhà thơ đã thành công khi miêu tả cảnh biển đêm, nhưng nét hấp dẫn nhất của đoàn thuyền đánh cá chính là tinh thần, khí thế lao động của những người dân chài. Thuyền ta lái gió với buồm trăng, lướt giữa mây cao với biển bằng, ra đậu dặm xa dò bụng biển, giản đan thế trận lưới vây răng. Còn thuyền đánh cá vốn nhỏ bé trước biển cả bao la đã trở thành con thuyền kỳ vĩ, khổng lồ, hòa nhập với kích thước rộng lớn của thiên nhiên vũ trụ. Con thuyền đó đang bay giữa những không gian một đêm thủy tinh tuyệt đẹp. Những hình ảnh lái gió, buồm trăng, mây cao, biển bằng phảng phất phong vị thơ cổ điển nhưng vẫn mang những đậm nét hiện thực. Chiếc thuyền đi dường như không bằng sức người nữa mà như đang lái giữa bốn bể gió lộng. Ngọn gió mềm mại đẩy chiếc thuyền đi, dương cánh buồm lên, căng tròn, cong cong tựa vầng trăng. Vì cận đã hái mặt trăng lên trời cao xuống, lồng vào cánh buồm căng hả hê, đón gió trời. Gió và trăng đã trở thành hai bộ phận của con thuyền, giúp sức cùng ngư dân đưa đoàn thuyền ra khơi. Đó là sự hòa hợp tuyệt diệu giữa con người và thiên nhiên. Trước mắt nhà thơ, đoàn thuyền đánh cá giống như những con thuyền thơ lướt nhẹ trên mặt biển và in đầy trăng sao. Và giờ đây, đoàn thuyền đánh cá ấy cùng với những ngư dân đang ra đậu dặm xa dò bụng biển. Những người ngư dân của thời đại mới thực sự làm chủ biển khơi, làm chủ cuộc đời, trang bị phương tiện tiên tiến hiện đại. Những con người ra khơi để thăm dò bụng biển, đánh bắt tài nguyên đem về xây dựng đất nước. Đã qua rồi thời con người còn nhỏ bé, đơn độc trước sức mạnh bí ẩn của biển cả. Mang trong mình khí thế của người làm chủ, biển như hẹp lại để con người ra đậu dặm xa, giản đan thế trận và dò bụng biển để con người tìm tòi khám phá. Họ, những dân chài mang theo cả sức trẻ, sức khỏe, mang theo cả sự tìm tòi, khám phá để tung phá thế giới bí hiểm của thiên nhiên. Việc đánh bắt như một trận chiến mà mỗi người lao động như một chiến binh thực thụ vậy. Đại dương chứa trong mình cả kho cá bạp, cá nhụ, cá chim cùng cá đé, cá song lấp lánh đuốc đen hồng. Một kho tàng biển mới phong phú, đa dạng làm sao. Trong bút pháp liệt kê, nguồn tài nguyên nguyên vô tận, cá nhụ, cá chim, cá đé, cá song đã làm giàu thêm cho tổ quốc. Biển ta ơi, mênh mông sản vật, mênh mông tình yêu thiên nhiên và có cả thái độ chân quý. Nhà thơ mới có những câu thơ đẹp đến thế. Hàng nghìn chú cá song như hàng nghìn những bó đuốc rực rỡ lấp lánh, lung linh giữa màn đêm bao la vô tận, thắp lên luồng ánh sáng xua đi bốt giá tối tăm. Cái đuôi em quẫy trắng vàng chóe, không có một hồn thơ nhạy cảm, rào rạt yêu mến thiên nhiên, không có một đôi mắt tinh tường, sao Huy Cận có thể chụp lại, có thể diễn tả lại một nét sao động, một tiếng thổn thức bé nhỏ của thiên nhiên đến vậy. Cái thực là sự đa dạng với muôn ngàn loài cá, cá nhụ, cá chim cùng cá đé, xen lẫn với cái ảo của những con cá song lấp lánh như những ngọn đuốc hồng giữa biển đêm thăm thẳm. Cá song rực rỡ trong muôn ngàn cá đã đẹp rồi, đã vậy còn cá còn cử động vô cùng mềm mại, uyển chuyển như múa, tạo nên nét thơ mộng, làm tâm hồn nhà thơ rung động và bật lên tiếng em trìu mến. Hình ảnh đã nên thơ kết hợp cùng cách gọi em đã biểu hiện niềm say mê cuộc sống thật hồn nhiên và mãnh liệt của những người đánh cá, và trước hết là của chính nhà thơ. Nhà thơ mở rộng hồn mình để đón nhận bao điều kỳ diệu của cuộc sống, đã thỏa mãn được cái thị giác của mình để cảm thấy nhịp thở của biển đêm qua những đợt sóng dâng lên và hạ xuống đầy ánh sao. Biển và trời như đã hòa vào nhau và hình thành nên khung trời mơ ước. Con người càng nổi bật giữa khung trời lung linh ấy, một bức tranh thật đẹp, sao như ùa xuống, hội tụ trong đáy lòng rộng mở của Huy Cận, nhấp nhánh, lung linh, nhộn sáng những dòng nước Hạ Long. Đêm thở sao lùa nước Hạ Long, dấu hai chấm chính là sự giải thích tài tình. Tiếng thở của thời gian ấy là dòng sao trời ùa xuống nước biển. Huy Cận đang bị vây răng bởi cảm giác bồng bềnh, mênh mông.
tiếng hát theo những người dân chài trong suốt cả cuộc hành trình. Và giờ đây, tiếng hát cất lên là gọi cá vào lưới. Ta hát bài ca gọi cá vào, gõ thuyền có nhịp trăng cao. Người dân chài gọi cá bằng tiếng hát và trăng cao tạo nhịp gõ. Động tác lao động bình thường, gõ nhịp vào mạn thuyền để dồn cá. Qua lăng kính, cảm xúc bỗng trở nên đẹp đẽ lạ thường. Trăng lên cao dần từng lúc, trăng tan vào nước biển, vỗ vào mạn thuyền làm nhịp. Hay con thuyền đang lướt dập dềnh bồng bềnh giữa biển khơi như chạm vỡ ánh trăng tạo nhịp thành nhịp. Công việc đánh bắt cá tưởng chừng nặng nhọc bỗng trở nên thi vị lãng mạn. Từ sự giàu đẹp của biển là suy ngẫm về lòng biển bao dung. Biển cho ta cá như lòng mẹ, nuôi lớn đời ta tự buổi nào. Nhà thơ Huy Cận đã tài tình khi so sánh lòng biển với lòng mẹ. Lòng biển mênh mông rộng rãi, đầy cá như tấm lòng mẹ bao dung độ lượng. Chính lòng biển là lòng mẹ đã nuôi lớn đời ta tự buổi nào. Câu thơ là khúc tâm tình thiết tha với biển thân yêu, là lời cảm ơn biển, biển vừa bao la mà lại chịu nặng tình yêu thương. Với niềm biết ơn to lớn ấy, người lao động càng thêm hăng say, rắn rỏi. Mỗi mẻ cá kéo về là một mẻ cá bội thu và quý giá. Sao mờ kéo lưới kịp trời sáng, ta kéo xoăn tay chùm cá nặng, vẩy bạc đuôi vàng lóe rạng đông, lưới xếp buồm lên đón nắng hồng. Hệ thống từ ngữ tượng hình kéo xoăn tay, lưới xếp buồm lên đã đặc tả làm hiện lên một cách cụ thể, sinh động công việc kéo lưới của ngư dân. Những cánh tay xoăn chắc cuồn cuộn sức người, sôi nổi hào hứng như trong một trận chiến đấu. Gió khơi, biển cả, nhất là trăng sao, những vừng sáng thay thế mặt trời, tất cả đã hiệp đồng để động viên giúp đỡ con người. Vũ trụ không đối lập mà trở thành bè bạn thân thương của con người, đền đáp công sức con người một cách xứng đáng. Màu bạc của vảy cá, màu vàng của đuôi cá dưới ánh mặt trời như lóe cả rạng đông. Điều đó còn thấy bút pháp sử dụng màu sắc độc đáo của nhà thơ Huy Cận. Tác giả đã diễn tả bức tranh thiên nhiên hùng vĩ với sự giàu có và hào phóng của thiên nhiên, đồng thời khắc họa thành công hình tượng người lao động lớn lao phi thường. Đoàn thuyền ra đi trong bóng tối và trở về với ánh sáng như mang đến niềm vui của một ngày mới. Câu hát căng buồm với gió khơi, đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời đội biển nhô màu mới, bắt cá huy hoàng muôn dặm phơi. Vẫn là tiếng hát khỏe khoắn của ngư dân, dạn dày sóng nước đang vươn lên làm chủ cuộc đời. Từ khổ thơ, chúng ta có thể hiểu, giờ đây không còn câu hát căng buồm cùng gió khơi, con người phải tùy thuộc vào sức mạnh của thiên nhiên nữa. Mà giờ đã khác, thành quả lao động của con thuyền đã cho họ thấy khát vọng, niềm tin đã thành hiện thực. Câu hát căng buồm với gió khơi, âm thanh vút lên của từ với gió khơi, xét trong văn cảnh như một biểu hiện cho tầm cao của con người, đâu kém gì tầm cao kỳ vĩ của thiên nhiên. Với bút pháp khoa trương, lại một lần nữa, nhà thơ tưởng tượng câu hát của ngư dân, câu hát cùng gió, thổi căng cánh, buồm đưa con thuyền về bến nhanh hơn. Dường như thiên nhiên và con người có sự hòa hợp, tiếng hát còn thể hiện tinh thần lạc quan, yêu đời, niềm vui trước thành quả lao động của những ngày vất vả trên biển. Và khi trở về, đoàn thuyền như một trong một tư thế mới, chạy đua cùng mặt trời. Từ chạy đua thể hiện khí thế lao động mạnh mẽ, sức lực vẫn dồi dào của người lao động. Đoàn thuyền và mặt trời được nhân hóa, cả hai đang tham gia vào cuộc chạy đua, mặt trời thì gần gũi, ấm áp. Người lao động thì mang tầm vóc lớn lao, cao rộng. Từ điểm nhìn bao quát, đôi mắt quan sát của nhà thơ thu về những chi tiết bé nhỏ mà vô cùng tinh tế. Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi. Mắt cá phản chiếu ánh mặt trời giống như muôn vàn mặt trời nhỏ li ti. Đó thật sự là một cảnh tượng đẹp, huy hoàng giữa bầu trời và mặt biển, giữa thiên nhiên và thành quả lao động. Nhịp thơ cân đối, trang trọng, toát ra một âm hưởng lãng mạn ngợi ca hùng tráng. Khúc tráng ca khép lại bằng những hình ảnh thật kỳ vĩ, huy hoàng, bằng âm hưởng hào hùng, bất tận đã đánh thức mọi giác quan nơi bạn đọc, ghi dấu ấn trong tâm trí mỗi người về bức tranh tráng lệ, lung linh của cảnh bình minh và thành quả lao động rực rỡ của người dân lao động nơi đây.
Hy vọng phần audio này sẽ giúp các em ghi nhớ kiến thức hiệu quả hơn. Chúc các em học tập thật tốt. Hẹn gặp lại các em ở những số audio tiếp theo nhé.